Thu Nga của đài truyền hình SBGN Texas xin kính chào quý khán giả. Và chương trình của chúng tôi hôm nay sẽ mời quý vị theo dõi phần phóng sự đặc biệt từ Âu Châu. Và thưa quý vị, các cựu sinh viên trường võ bị quốc gia Việt Nam tại Âu Châu có đại hội cứ 2 năm một lần. Và phóng viên của chúng tôi SBGN Texas đã có đi theo và làm những phóng sự rất là thú vị để gửi đến quý vị. Và xin quý vị theo dõi sau đây. Xung chào! Đã hy sinh vì Tổ quốc. Lễ tưởng niệm để tưởng nhớ đến các cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam đã bỏ mình trong các trại tù cộng sản và hy sinh trên đường tìm tự do. Phút mặc niệm bắt đầu. Súng chào. Lễ giá cờ. 3 quay. Nghi lễ chào quốc kỳ và quân kỳ trường võ bị quốc gia Việt Nam chấm dứt. Trân trọng kính mời quý vị viên trưởng, các bạn và thân hữu, các cháu thanh thiếu niên đại học an toàn. Kính thưa quý vị, sau đây là phần giới thiệu các cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị Việt Nam các khóa. Thu Nga của đài truyền hình SBGN Texas xin kính chào quý khán giả. Quý vị vẫn tiếp tục theo dõi phần tường trình của Thu Nga từ Paris, Đại hội Liên hội Võ bị Âu Châu tổ chức đại hội và trong 3 ngày, thật tình ra là cũng là 4 ngày luôn, và những sinh hoạt hàng ngày rất là rộn rịp. Thì chúng tôi thấy rằng các gia đình của cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam khắp nơi trên thế giới đã về Paris để mà dự đại hội lần thứ 12. Thank you.
Trần Công Liễu, khóa 8. Cựu sinh viên sinh đoàn khóa 11. Trần Văn Thoàn. Và tiếp tới đây, chúng tôi xin giới thiệu các khóa. Trước hết, chúng tôi xin mời, trân trọng mời các viên trưởng, quý chị, khóa 13 đứng lên để chào mừng đại hội cũng như chào tất cả mọi người. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn. Sau đó là khóa 14. Chúng tôi xin giới thiệu các cựu sinh viên sĩ quan khóa 16. Trân trọng kính mời. Các cựu sinh viên sĩ quan khóa 17. Cựu sinh viên sĩ quan khóa 18. Các cựu sinh viên sĩ quan và gia đình của khóa 19. Và cựu sinh viên sĩ quan khóa 20. Khóa 21. Các cựu sinh viên sĩ quan khóa 23. Các cựu sinh viên sĩ quan khóa 24. Các cựu sinh viên sĩ quan khóa 25. Tiếp theo chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu các cựu sinh viên sĩ quan khóa 30. Và cuối cùng chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu các cựu sinh viên sĩ quan khóa 31. Đây chúng tôi xin giới thiệu các cháu thanh thiếu niên đại học. Trước hết khóa 10 thế hệ 3 và thế hệ 4. Tiếp theo khóa 19 thế hệ 3 và thế hệ 4. Khóa 25 thế hệ 3. Thế hệ 3 và thế hệ 4 của khóa 31. Tôi xin kính mời cựu sinh viên sĩ quan Vương Đức Phúc khóa 14, trưởng ban tổ chức đại hội lần thứ 12 võ bình Đà Lạt Âu Châu. Trân trọng kính mời viên trưởng Vương Đức Phúc. Cựu sĩ quan sinh viên Trần Vệ, tổng hội trưởng. Kính thưa quý vị khóa 13 và quý phu nhân, thưa các bạn,
khóa 14 vào cái phim này. Cùng các bạn và những thân hữu mà đã đến chung vui với chúng tôi đêm hôm nay, chúng tôi cảm tạ rất nhiều. Và để quý vị chứng kiến cái sự đoàn kết của tất cả các sinh viên của trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt cùng các cháu thanh thiếu niên đa hiểu, chúc các cháu vững bền trí để nuôi theo các chú các bác. Và cùng quý vị thân hiếu, chúng tôi cảm ơn quý vị rất nhiều đã đến với chúng tôi. Như ngày hôm nay, quý vị đến từ Mỹ và tất cả các nước cùng hội ngộ ngày hôm nay với chúng tôi, thì chúng tôi không muốn nói đến cái sự sáo ngữ, nhưng mà sự thật, chúng tôi thấy rằng trong lòng chúng tôi và quý vị, nó có một niềm vui thật sự, một cái ước mong về đoàn kết. Như chúng tôi với khóa 13 chẳng hạn, đã gần nửa thế kỷ hay là hơn nửa thế kỷ mới gặp nhau, nhưng cái tình nghĩa rất là đậm đà, chúng tôi vui mừng thật sự trong lòng. Và với các sĩ quan đàn em, tuy rằng chúng tôi chưa bao giờ gặp cả, nhưng khi tiếp xúc với nhau, chúng tôi vẫn có cái sự vui mừng, mà không biết cái vui mừng nó từ ở đâu ra. Và đôi khi tôi nghĩ rằng cái đó là tình Võ Bị. Ngày hôm nay tôi chỉ có muốn nói một điều như thế này: những cái tình Võ Bị hay là tình huynh đệ chi viện cũng chỉ là tình người, nhưng mà cũng nhờ cái tình đó cho chúng ta một cái đoàn kết, đoàn kết trong quân đội, đoàn kết trong dân. Đó là một điều rất là quan trọng, tối quan trọng với các bạn. Chống cộng. Và tôi ước mong rằng cái tình này và cái sự đoàn kết này sẽ vĩnh cửu. Cảm ơn. Từ giờ phút này chúng tôi không có gì nói hơn được nữa, và nhân danh trưởng ban tổ chức, tôi kính chúc quý vị trong thời gian đến phát lành hay tham dự đại hội với chúng tôi được hoàn toàn vui vẻ và đầy đủ sức khỏe. Và ngay bây giờ, nhân danh ban tổ chức, tôi nói là bắt đầu khai mạc buổi hội 2015. Cảm ơn. Chúng tôi trân trọng kính mời cựu sinh viên sĩ quan Trần Vệ khóa 19, tổng hội trưởng, tổng hội Võ Bị trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam lên máy điện. Kính thưa quý vị nêu trưởng, kính thưa quý phụ nhân, quý cựu sinh viên sĩ quan Liên hội Võ Bị Âu Châu cùng các cháu liên đoàn thanh thiếu niên đa hiệu Âu Châu. Kính thưa quý vị, vào năm 2005, lúc bây giờ tôi là đại diện khóa 19, đã tháp tùng phái đoàn của cựu sinh viên sĩ quan tổng hội trưởng Nguyệt Nho khóa 19 đến tham dự đại hội Võ Bị Âu Châu do cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Vĩnh Giám khóa 19 tổ chức tại Đức Quốc. Thì nay 10 năm sau, năm 2015, tôi lại hân hạnh được thay mặt tổng hội Võ Bị để tham dự đại hội Võ Bị Âu Châu lần này, lần thứ 12, do Liên trưởng Vương Đức Phúc khóa 14 trưởng ban tổ chức và cựu sinh viên sĩ quan Đặng Văn Khanh khóa 25 Liên hội trưởng Liên hội Âu Châu
đồng thời cũng là tổng hội phó vùng Âu Châu tổ chức tại Pháp. Thưa quý vị, đứng trước đây tôi thấy cái cửa tòa dưới đây rất là đông đảo, đầy đủ các khóa, nhất là quý vị khóa lớn. Thì trong một cái điều kiện về tuổi tác cũng như là vật chất tài chính mà quý vị đã đến đây tham dự đông đảo như thế này thì thật là quý hiếm. Và như niên trường được ban tổ chức đã nói, đó là cái tình tình là vì chúng ta đã kết chúng ta là ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, chúng tôi xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc sức khỏe chúng ta ngày hôm nay. Em đọc tại đây. Thay mặt ban tổ chức tổng hội, tôi xin chúc mừng quý liên trưởng, quý phu nhân và các cháu liên đoàn thanh niên Liên Lạc Hè sốt sắng hỗ trợ cho các công tác này để tổng hội hoàn thành nhiệm vụ mà đã được giao phó trong cái đại hội 19 vừa qua. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn ban tổ chức và chúc đại hội võ mị Âu Châu lần thứ 12 tại Pháp được thành công mỹ mãn. Trân trọng kính chào quý vị. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu cựu sinh viên sĩ quan Đặng Văn Khanh, khóa 25, Liên hội trưởng Liên hội võ mị Âu Châu, có lời phát biểu. Tức lại đây, bức ra đó cho họ, tại họ không đủ người. Đây, sau đây là tôi xin được giới thiệu cái chương trình chi tiết cũng như là những sinh hoạt của chúng ta trong cái thời gian 3 ngày của đại hội ở đây. Thứ nhất là vấn đề sinh hoạt ăn uống, thì buổi sáng chúng ta ăn sáng từ 7 giờ. Buổi trưa thì những người ở lại trại sáng trưa từ khoảng từ 12 giờ tới 1 giờ. Và buổi tối là 7 giờ. Nhà tôi đã qua rồi. Và trước khi qua đời, nhà tôi con dặn tôi mang cái món quần sạch vật. Vì vậy cho nên hôm nay tôi có hiện diện ở đây để mang một, mấy cái nón đan len và mấy khăn quàng len để cho thanh thiếu niên đều hiểu với quý. Để tôi xin giới thiệu với quý vị những cái quả đó. Chúng tôi từ California, vùng San Jose. Chú Hồ đã đem từ Cali qua tận cái châu Âu để tặng cho thanh thiếu niên đa hiệu. Nhưng mà bây giờ thanh thiếu niên đa hiệu dạ quýnh. Cách đây 2 năm thì là một trong những người mà trưởng ban tổ chức, và năm nay là năm thứ 12, thì anh Long có thể là cho biết cái cảm tưởng của anh lần này, lần thứ 12 của Liên hội võ mị Âu Châu. Dạ cảm ơn chị cũng như là tất cả các vị nghe đài FPTN. Thì hôm nay cái cảm nghĩ mà thật là nói là một chuyến Âu Châu này chắc có lẽ là không thể nào tổ chức được lại lần thứ hai, vì lần này chúng tôi bên Âu Châu đã đặt hết tất cả tâm huyết để cho tất cả các anh chị em ở nơi ngoài lục địa Âu Châu có dịp đi tham quan tất cả những cái nước Âu Châu một cách tận tình. Mặc dù thời gian cũng là rất là eo hẹp, nhưng mà đó là có một dịp mà khó mà có thể mà đi được tất cả có 3 hoặc là 4 nước. Quý vị thấy là có một cựu sinh viên sĩ quan mà nghĩa là cũng sức khỏe là cũng không tốt lắm, là tại vì mới bị gãy lưng phải không? Tại sao và lần này anh tham dự mà phải ngồi trong cái xe lăn như vậy thì anh cảm thấy như thế nào? Trong khi lâu lắm rồi chúng tôi mới được có dịp gặp nhau ở cái Liên hội Âu Châu này. Dạ, nên như vậy là lần thứ mấy anh tham dự rồi? Lần thứ nhất, nên cuối cuộc đời chúng ta cũng nên gặp nhau để mà hàn huyên tâm sự. Thứ nhất là thứ hai để củng cố lại cái liên hội cũng như là tổng hội võ bị được hoàn hảo hơn. Đây là lần đầu tiên tôi khóa 24 và rất vui khi mà sang Âu Châu để dự đại hội của Liên hội Âu Châu võ bị. Trưởng Phúc là trưởng ban tổ chức, thì bây giờ đó anh chuẩn bị đi như thế này thì trong lòng anh như thế nào, có cảm thấy là trẻ trung hơn hay không? Rõ ràng đó là sự trẻ trung,
81 rồi mà bây giờ tôi thấy cũng giống như là cái hồi mà còn sinh viên ở trường vậy đó. Thưa quý vị, và cái quang cảnh mà chờ lên xe bus để đi thăm viếng Paris trong cái kỳ đại hội lần thứ 12 của Liên hội Âu Châu thì mọi người rất là vui, mọi người đều được phát nước cũng như là đồ ăn thì được ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng, và mỗi người như vậy thì có một cái phần đồ ăn để mang lên xe bus. Và xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi phần tường trình của Thu Nga từ Paris. Quý vị đã yêu mến những tác phẩm Ngậm Ngùi Hương Xưa, Bên Bờ Hạnh Phúc, Mây Theo Gió Về, Gió Đưa Cây Cải, không thể nào bỏ qua tác phẩm mới nhất của nhà văn Thu Nga, truyện dài trinh thám có tựa đề Mấy Trăng Cũng Khuyết. Muốn có truyện dài tác phẩm Mấy Trăng Cũng Khuyết, xin vui lòng liên lạc 214-732-8318, 214-732-8318.